Chào mừng. Kính thưa các quý vị đại diện, kính thưa các bà các chị, thưa toàn thể hội nghị, được sự phân công của ban chấp hành chi hội, tôi xin duy trì hội nghị.
Lời đầu tiên, cho tôi xin gửi tới các vị đại biểu lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Sau đây, tôi xin thông qua bản báo cáo công tác hội năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, báo cáo tổng kết công tác hội năm 2022. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các bà, các chị, thưa toàn thể hội nghị, thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Phụ nữ xã Mão Điền được sự nhất trí của Ban Chi ủy Chi bộ số 3. Hôm nay Chi hội phụ nữ ngoài hội đồng tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác hội năm 2023. Bản báo cáo chia làm 3 phần. Phần 1, đặc điểm tình hình chung. Phần nào, trong năm qua, mặc dù tình hình kinh tế xã hội bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, song nhân dân và các tầng lớp phụ nữ vẫn yên tâm, tin tưởng và ủng hộ cao sự lãnh đạo của các cấp, các cấp ủy đảng, công tác điều hành chỉ đạo kịp thời, quyết liệt hiệu quả chính quyền địa phương và sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân thực hiện được mục tiêu lồng ghép vừa chống dịch Covid vừa phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt với tổ chức hội năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cán bộ hội viên phụ nữ tích cực thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng thành công đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13. Chào mừng các ngày lớn của đất nước, của hội. Cán bộ và hội viên phụ nữ đã góp phần đẩy mạnh phong trào ngày càng phát triển vững mạnh. Hiện nay tổng số hội viên 390 hội viên. Hội viên người cao tuổi chiếm 20%, hội viên trong độ tuổi lao động 80%. Quỹ hội hiện có 85 triệu. Tất cả các chi hội trong xã phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 112 năm ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 và 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Tiếp tục thực hiện chỉ thị học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện cuộc vận động phong trào 503 sạch, hỗ trợ gia đình hạnh phúc bền vững, thực hiện tốt các chỉ tiêu chí góp phần cuộc vận động xây dựng nông thôn mới. Cán bộ hội viên luôn luôn thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Cuối cùng, tôi xin chúc các quý vị đại biểu và toàn thể hội viên nên có một sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây tôi xin mời bà Vũ Thị Dung, Chủ quỹ nên thông qua tài chính trung chi trong năm 2022. Xin mời bà. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các bà, các chị, được sự phân công của Ban chấp hành Chi hội, tôi xin trình bày báo cáo tài chính chi thu quý hội năm 2022, cụ thể như sau. Báo cáo gồm 3 phần. Phần 1, phần thu quý tổng năm 2021 còn 6.432.000 đồng, thu hộ phí và tiền ủng hộ 10.090.000 đồng, thu lãi 75.900.000, thu về quý 10 hội viên mới 2.150.000. Trên đây là báo cáo tài chính của chi hội năm 2022. Tôi đã thông qua. Xin kính chúc sức khỏe các vị đại biểu, toàn thể các bà các chị, chúc hội nghị thành công tốt đẹp.
Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội nghị, tôi xin có một ý kiến nhỏ. Theo như bản báo cáo của bà Hương vừa đọc, tôi hoàn toàn nhất trí. Tôi xin có một số ý kiến đóng góp cho các bà ban chấp hành về những cái điểm mạnh trong các phong trào vừa qua. Về các phong trào văn nghệ và văn hóa, thể dục thể thao, các bà vừa qua là rất là nhiệt tình đối với quan tâm đến các chị em ạ. Về tất cả các mục thì các bà đều rất là quan tâm đôn đốc chị em, rất là nhiệt tình. Thế mong không qua cái dịp này, mong các bà thì quan tâm đến các chị em nhiều hơn nữa và đôn đốc các chị em thật là nhiệt tình, quan tâm đến các chị em nhiệt tình hơn nữa. Tôi xin hết ý kiến ạ. Các ban ngành và lãnh đạo thôn cảm ơn sự quan tâm của các ban ngành toàn thể trong thôn đã dành nhiều sự quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện cho chi hội phụ nữ thôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Và cuối cùng xin kính chúc các vị đại biểu mạnh khỏe, chúc các bà các chị luôn nhiều niềm vui hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trọng kính mời bà Hương, chi hội trưởng đến đây tuyên bố gặt hoa và xin trân trọng kính mời bà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nghĩ nhớ xem bao lâu người bạn chưa vệ sinh cho mấy dân nhà mình nhé. Tham khảo ngay em vệ sinh. Thank you.
bốn người được nhiều quá đấy. Lần sau tặng thằng hai, lần nữa thằng ba. Ngày vui lắm xưa em biết anh nơi một con đò, em nhận những đầu thương nhớ để hồi sau anh nhớ lại sang đầu em thế tháng bao thế đêm kia tháng đỏ thắm qua những mùa đông để ngày xuân tươi đẹp nắng hồng châu qua hò em lại chờ ai.
Dạ vâng, để tiếp theo chương trình hôm nay, mời quý vị đại biểu cùng toàn thể hội viên thưởng thức một bài dân vũ Năm Anh Em Trên Một Chiếc Xe Tăng do câu lạc bộ trình bày. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.